Trong sự nghiệp đổi mới, Quỳ Hợp được biết đến là một trong những địa phương có nền kinh tế, nhất là kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển năng động. Quỳ Hợp là miền đất lành, nơi gặp gỡ hội tụ những nét văn hóa đặc sắc. Dù là người miền xuôi hay miền ngược, dù trong Nam hay ngoài Bắc, từ nhiều năm nay, ba dân tộc anh em đã đoàn kết chung tay xây dựng cuộc sống, tạo nên một diện mạo Quỳ Hợp có một không hai này. Mênh mông hương rừng gió núi, nhấp nhô núi đồi sông suối, nơi còn in dấu tích người Việt cổ từ ngàn xưa. Bên hồ Bàn Mông sáng lên niềm tin lung linh khi chiều buông, hồ Thung Mây huyền ảo, sông núi đất trời thiên nhiên ban tặng, bao đời dựng xây sáng dậy nơi đây, nước non Quỳ Hợp yêu thương. Xưa miền trà lân trúc tre,
bình thiên nàng tóc thơm chàng khôn tinh đi cái bản lập mường. Quê hương ơi, yêu ta thiết quê hương, nắng núi mưa ngàn cho hôm nay danh thắng đổi đường, bên nhau chung tay xây cuộc đời mới làm em giao dài đất miền Tây mùa xuân sang thắm.